LBK, chuyên nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm công nghệ liên quan đến LED. Tại LBK, chúng tôi cung cấp vật tư, linh kiện màn hình LED, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật, thiết kế và thi công trọn gói các loại màn hình LED, trang trí LED cho tòa nhà, đường phố. Với sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh, nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, LBK sẽ mang đến cho mọi khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Truy cập ngay website ledbachhoa.vn hoặc liên hệ hotline để được tư vấn tận tình. Chào mừng quý vị khán thính giả đến với bản tin kinh doanh ngày 5 tháng 8 2021. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày tại Độc Đáo TV. Sau đây là những tin chính sẽ có cho bản tin ngày hôm nay. Ái nữ kín tiếng nhà báo Đức muốn mua lại 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Đại gia Ba Huân từ chối nâng giá trứng dù được Sở Công Thương cho phép tăng giá. LG lập công ty sản xuất linh kiện ô tô điện. Vinhomes là nhà vô địch về lợi nhuận quý 2/2021, còn Hòa Phát là quán quân 6 tháng. Điện thoại LG cuối cùng xuất hiện tại Việt Nam có giá 34 triệu đồng. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Ái nữ kín tiếng nhà báo Đức muốn mua lại 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 4 tháng 8, người có liên quan đến công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai là Đoàn Hoàng Anh thông báo về việc muốn mua 4 triệu cổ phiếu HAG của công ty. Đoàn Hoàng Anh là con gái của ông Đoàn Nguyên Đức hay còn gọi là Bầu Đức, chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9 2021. Trên sàn chứng khoán hiện nay, cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai mã chứng khoán là HAG có thị giá là 5.150 đồng trên cổ phiếu. Như vậy thì số tiền mà người mang tên Đoàn Hoàng Anh này cần chi ra để thực hiện giao dịch là khoảng 20,6 tỷ đồng. Được biết Đoàn Hoàng Anh là một trong ba người con của Bầu Đức và hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hai người con còn lại của Bầu Đức là Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Cả ba đều được người vợ Bầu Đức nuôi dạy và sinh sống tại Singapore từ khi còn nhỏ. Đại gia Ba Huân từ chối nâng giá trứng dù được Sở Công Thương cho phép tăng giá. Giữa tháng 7/2021, nhận thấy giá thành nguyên liệu và chi phí sản xuất tăng cao ảnh hưởng tới các doanh nghiệp kinh doanh trứng gia cầm dẫn đến tình trạng thua lỗ, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý với chủ trương cho tăng giá trứng khi cung ứng ra thị trường. Tuy nhiên, Tổng giám đốc công ty Ba Huân, bà Ba Huân lại không đồng ý và từ chối đề nghị nâng giá. Theo bà Ba Huân, các doanh nghiệp bình ổn đóng vai trò giải cứu thị trường, nếu như tăng giá sẽ khiến giá trứng biến động lên cao. Theo Dân Trí thì tại buổi họp tìm cách tháo gỡ khó khăn trong cung ứng lương thực với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nữ doanh nhân này đã khẳng định: "Dân nghèo mới xài nhiều trứng nên tôi để giá bình ổn tới ngày hôm nay. Anh Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn gọi điện và nói tôi hỗ trợ. Tôi nói các anh đừng tăng giá, tôi cũng sẽ không tăng và đảm bảo cung ứng." Được biết công ty Ba Huân cung cấp khoảng 1 triệu quả trứng mỗi ngày. Cho dù là tình trạng thiếu trứng cục bộ trong những ngày đầu giãn cách có xảy ra, nhưng hiện nay trên các hệ thống phân phối đã đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. LG lập công ty sản xuất linh kiện ô tô điện. Công ty mới trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô điện là kết quả của thỏa thuận giữa LG và Magna, hãng linh kiện nổi tiếng đang cung cấp cho General Motors, GM, Ford, BMW hay Tesla. Liên doanh sẽ sử dụng thế mạnh của Magna trong các hệ thống truyền động điện, mạng lưới cung cấp toàn cầu, trong khi đó thì LG phát triển linh kiện cho động cơ và biến tần. Sản phẩm chính của LG Magna e-Powertrain là các động cơ điện, bộ chuyển đổi và sạc trên xe nhằm kết hợp chúng trở thành một khối duy nhất là hệ thống truyền trục điện tử. Trước đó thì LG cũng là hãng sản xuất lớn cung cấp pin cho nhiều mẫu xe điện trên thế giới. Sau khi rời khỏi thị trường điện thoại thông minh, hợp tác với Magna và tập trung vào sản xuất linh kiện xe điện sẽ là một hướng đi mới của LG. Ông Javier Perez, CEO của LG Magna ePowertrain nói rằng: "Thị trường động cơ điện, thiết bị biến tần và hệ thống eDrive sẽ được kỳ vọng tăng trưởng đáng kể từ nay đến năm 2030. Vinhomes là nhà vô địch về lợi nhuận quý 2/2021, còn Hòa Phát là quán quân 6 tháng. Sau khi thua kém Hòa Phát trong quý 1/2021, Vinhomes đã vươn lên giành lấy ngôi đầu trong quý 2 với lợi nhuận sau thuế đạt 10.303 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 202% so với cùng kỳ 2020. Lợi nhuận của Hòa Phát thì cũng không phải vào dạng vừa, khi mà tăng tới 254% lên con số 9.745 tỷ đồng, đạt mức cao nhất trong lịch sử của tập đoàn này và chỉ thua kém Vinhomes là khoảng 5%, tương đương gần 600 tỷ đồng. Tuy rằng là thua kém Vinhomes trong cuộc đua quý 2/2021, thế nhưng Hòa Phát lại dẫn trước trong bảng xếp hạng 6 tháng với lợi nhuận đạt 16.751 tỷ đồng, tăng trưởng 231%. Theo sau hai đại gia ngành thép và bất động sản này là một dãy dài gồm 6 ngân hàng: Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, VPBank, BIDV và MB. Điện thoại LG cuối cùng xuất hiện tại Việt Nam có giá 34 triệu đồng. Từ giữa tháng 5 năm 2021 đã có thông tin rằng LG Shell sốc dành cho chiếc Velvet High Pro.
Chiếc máy này thậm chí còn chưa được LG ra mắt trên thế giới, nhưng hãng LG đã dừng cuộc chơi sản xuất smartphone của mình. Và cũng để tri ân cho nhân viên, LG đã bán Velvet Hair Pro với mức giá chỉ 170 đô la Mỹ tương đương khoảng 4 triệu đồng cho nội bộ nhân viên, với cam kết không được bán ra ngoài thị trường. Nhưng tất nhiên là ai cũng biết rằng sau đó sẽ có một số chiếc máy được bán ra bên ngoài. Một trong số chúng đã về tới Việt Nam có mức giá hiện tại là 34 triệu đồng. LG Velvet Hair Pro là flagship cao cấp nhất của LG, bởi vậy những gì mà hãng trang bị đều là cao cấp nhất. Tuy nhiên thì nếu như nhìn vào bên ngoài bạn sẽ khó nhận ra được độ cao cấp, bởi vì thiết kế của LG Velvet Hair Pro khá là soàng xĩnh, không đẹp bằng những chiếc smartphone tầm trung tại Việt Nam. Chiếc Velvet Hair Pro sở hữu sức mạnh từ con chip mạnh mẽ nhất hiện tại của Qualcomm là Snapdragon 888, RAM 8GB và ROM là 128GB, kèm theo viên pin chỉ 4.500 mAh. Với cấu hình như vậy thì một số trang tin của nước ngoài cho biết chiếc máy sẽ nóng hơn bình thường, vì vậy một màn hình độ phân giải cao có thể dẫn đến quá nhiệt với thời lượng sử dụng cũng bị giảm sút. Ngoài ra thì Velvet Hair Pro cũng sẽ không nhận được nhiều hỗ trợ phần mềm do LG đã ngừng sản xuất smartphone, nên bạn cần phải lưu ý khi mua chiếc máy này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhstudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.